Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương sáng nay đã dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Trung học Phổ thông Tân Yên số 2 1973-2023 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Cùng dự buổi lễ có Trung tướng Dương Đức Thiện, Chính ủy Học viện Hậu cần, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh, huyện Tân Yên cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Trường Trung học Phổ thông Tân Yên số 2 được thành lập ngày 4 tháng 9 năm 1973 trên cơ sở phân hiệu B của Trường Phổ thông cấp 3 Tân Yên. Những năm đầu thành lập, điều kiện cơ sở vật chất nhà trường vô cùng khó khăn. Đến nay, sau 50 năm, trường đã có diện mạo khang trang, sạch đẹp với cơ sở vật chất đầy đủ, đáp ứng tốt các hoạt động giáo dục. Từ chỗ chỉ có 9 lớp với trên 300 học sinh trong năm học đầu tiên, đến năm học 2023-2024, nhà trường có 39 lớp với trên 1,6 nghìn học sinh. Tập thể nhà trường luôn đoàn kết, gương mẫu, hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi các cấp. Với những kết quả đạt được trong suốt chặng đường 50 năm hình thành, phát triển, nhà trường vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có huân chương lao động hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương chúc mừng và ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học Phổ thông Tân Yên số 2 đã đạt được trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời nhấn mạnh những năm qua với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là những cống hiến đóng góp không ngừng của các thế hệ cán bộ, nhà giáo, ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh có những bước phát triển vững chắc, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang, hiện đại, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng lên. Bắc Giang luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về công tác giáo dục đào tạo. Trong thành tích chung đó có những dấu ấn, đóng góp tích cực của thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Tân Yên số 2. Trong điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn, song nhà trường đã từng bước vươn lên, phát triển lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương gửi lời tri ân tới công lao đóng góp của các thế hệ nhà giáo, học sinh trong trường và mong muốn tập thể các thầy, cô giáo, học sinh Trường Trung học Phổ thông Tân Yên số 2 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu trong chặng đường 50 năm qua. Đoàn kết, quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng dạy học, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu trở thành một điểm sáng của ngành giáo dục Bắc Giang và cả nước. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể Trường Trung học Phổ thông Tân Yên số 2 cùng 5 cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc.